Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em ha. Rồi em quay lên chi tiết cho anh em một con máy bơm nước anh em, Kawasaki. Thì con này tầm 2,2 đến 2,7 anh em, 2,2, 2,5, 2,7 đó, tầm 2,5, 2,7 anh em ha. Đề OHV thì con này xài cũng khá là ít nha anh em ha. Đó, còn ốc hến là còn ngon nha, mới vệ sinh sơ thôi ha, chưa có vệ sinh kỹ cho lắm nha anh em ha. Rồi con này bán cho anh em là 1,5 triệu ha, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Kawasaki FZ100 đó, bình xăng con này kia đồ ngon lành, chỉnh sửa ngon lành hết ha. Ông hút xả là 40 anh em ha. Này em dọn rồi, em để nổ rồi nè, không biết cái này nó cái áp nó dính cái gì vô nè ha, khúc này ha. Đó, ông hút xả là 40 anh em. Con này nặng tầm 18-19 kg vậy à. Đó, vậy anh em mình nhớ thay nhớt là xài thôi ha, thay nhớt mới. Đó, em đây em đã dọn nổ rồi, khung khiết gì còn ngon lành hết, bơm bọng gì ngon lành hết nha. Rồi, giật nổ cho anh em nè. Lên ga tí ha. Rồi 1,5 triệu, 1,550,000, xin lỗi, 1,500,000 ha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi con này chắc tầm 120,000 tiền vận chuyển anh em. Nếu như anh em mình không có sợ gầm gà thì anh em mình cứ chuyển khoản em 1,6 triệu em bao ship nha, 1,6 triệu bao ship nếu như mình nhận hàng thanh toán gì. À, con này là chuyển cọc cho em 200,000-300,000 em gửi máy anh em. Hả, 1,6 triệu ha, 1,6 triệu bao ship nha. À, anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là Zalo nghe nè ha. Zalo em số 081 507 2225 nha.